Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video đánh giá về đồng hồ thông minh trên kênh YouTube của mình. Ở những video lần trước ấy, mình đã đánh giá về một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh giá tầm khoảng 5 triệu. Đó là Huawei Watch GT Cyber. Một cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh mà chúng ta có thể thay đổi được cái phần vỏ đồng hồ này. Nó rất là độc đáo. Và sau khi mà mình làm cái video về cái Huawei Watch Cyber này thì cũng có rất là nhiều bạn comment vào bảo là với cái tầm giá khoảng trên 5 triệu thì cũng sẽ có một cái sự lựa chọn nữa, đấy là Samsung Galaxy Watch 5. Thế thì ngày hôm nay mình rất là may mắn khi đã mượn được tại Cellphone S cái mẫu đồng hồ Galaxy Watch 5 như này để đánh giá chi tiết cho các bạn. Đấy, mình sẽ nói ra tất cả các ưu nhược điểm của Galaxy Watch 5. Thế xong sau đó thì mình sẽ so sánh nó với cả cái Huawei Watch GT Cyber để xem là cái mẫu đồng hồ nào nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về bản thân cái Galaxy Watch 5 cái đã. Thế thì cá nhân mình thì mình thấy có một số các cái ưu điểm của mẫu đồng hồ này. Thứ nhất, đấy là cái mặt kính này của nó này thì nó là kính sapphire. Rất xịn sò luôn. Rất ít những cái dòng sản phẩm đồng hồ mà ở trong cái tầm giá chỉ hơn 5 triệu mà chúng ta lại có kính sapphire. Đấy, thì rõ ràng là kính sapphire nó sẽ chống xước tốt hơn rất nhiều so với cả những loại kính thông thường rồi. Đúng là so với kính cường lực là kính sapphire là ăn đứt rồi. Đấy, nhưng mà cái nhược điểm của kính sapphire thì nó sẽ giòn hơn so với những cái loại kính cường lực thông thường, nghĩa là cái độ chịu lực của nó thì sẽ không phải quá tốt đâu nhá. Nó sẽ là chống xước thì nó sẽ cực kỳ tốt, nhưng mà không phải là chống xước tuyệt đối đâu, bởi vì là nếu mà các bạn để ở những cái môi trường khắc nghiệt, ví dụ như là các bạn mà đi bơi mà lại bơi ở kiểu như là bơi ở biển ý, mà nó có cát ý, thì nó hoàn toàn có thể làm xước mặt đồng hồ này bình thường nhá. Chứ không nhiều khi các bạn nói là ui rồi anh Dương anh đánh giá là cái đồng hồ này kính sapphire nó chống xước tốt lắm, thế mà em đi biển về nó xước tòe le ra, thì không phải. Đấy, đi biển là vẫn khả năng xước vẫn rất là cao. Cái dây đeo của cái mẫu đồng hồ này thì mình thấy là nó khá là mềm. Tuy nhiên cái nhược điểm lớn nhất ở đây là gì? Đấy, các bạn nhìn này, cái phần dây đeo này khi mà mình đeo vào cái phần lắc nó bè ra hai bên, nên là nó sẽ khiến cho cái việc là khi mà mình đeo vào cái đồng hồ này trên tay mình cảm thấy rất là to. Mặc dù tay mình không bé nhá, tay mình thuộc dạng trung bình, không to cũng không bé, nhưng mà thực sự là khi mà mình đeo cái đồng hồ này và mình cảm thấy nó quá to, trông nó bè ra mà trông nó xấu. Đấy, các bạn thấy đúng không ạ? Nghĩa là khi mà muốn đeo vào tay, mình muốn là cái lắc này nó ôm tay hơn, nên nó ôm tay kiểu như này thì cái tay của các bạn nhìn sẽ rất là đẹp. Đấy, chứ còn nếu mà theo kiểu bè ra như này, đây các bạn nhìn này, thì trông nó sẽ khá là xấu. Đấy, mặc dù dây đeo thì rất mềm, rất ok. Cái đồng hồ này thì khi mà mình đeo vào thì mình cảm thấy là nó tương đối là nhẹ nhàng đấy. Nó chỉ nặng có khoảng 33g thôi, khá là nhẹ nhàng. Và nó cũng sẽ đạt độ bền theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ luôn. Cái đồng hồ này khá là bền bỉ, kính kia các thứ thì đều là cái loại xịn sò rồi. Rồi, thế bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần màn hình thì sao. Đấy, thì cái mẫu đồng hồ này thì đầu tiên là nó sẽ có size mặt là 44mm, và nó cũng sẽ có những phiên bản tùy chọn size mặt bé hơn, đấy là 40. Đối với bản thân mình cũng luôn nói luôn đấy là 44 này là không thể đeo được cho các bạn nữ đâu. Bởi vì sao đây nhá, ví dụ như là tay của mình như này, các bạn nhìn này, cái nấc bé nhất ở đây nhá, đây các bạn nhìn này, đây là nấc bé nhất rồi đúng không, mà mình đeo cái nấc bé nhất này, thế thì tay bạn nào bé hơn thì theo các bạn này các bạn sẽ đeo kiểu gì? Không có nấc bé hơn để đeo. Đấy, tay mình đã đeo sát cái nấc bé nhất của cái đồng hồ này rồi. Thì các bạn nữ chỉ có thể đeo được cái size cỡ tầm khoảng 40 thôi. Thế thì đối với cả cái size 44 mình đang đeo trên tay này thì nó sẽ có màn hình kích thước là 1,4 inch, độ phân giải sẽ là 450 × 450 vì đây là một đồng hồ tròn mà. Mật độ ảnh cho ra sẽ rơi khoảng 321 ppi. Cái màn hình này ở mức độ đủ sắc nét đối với cả bản thân mình rồi. Nếu mà so với cả mật độ ảnh thì các bạn dễ hình dung thì nó sẽ ngang với mật độ ảnh của iPhone 10R với cả 11. Đấy, iPhone 10R 11 thì rơi khoảng 326 ppi, xem như vậy. Với đồng hồ thì mình nhìn ở khoảng cách này mình thấy là khá là nét. Và cái màn hình này thì nó sẽ có tấm nền là Super AMOLED. Cái ưu điểm của cái tấm nền này là gì? Đấy là màu đen rất là sâu, nhìn vào buổi tối thì sẽ cực kỳ là thoải mái, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ không bị quá sáng. Còn khi mà ra ngoài trời nắng ấy, thì với độ tương phản rất là cao và độ sáng rất tốt thì dòng này nhìn ở ngoài trời nắng cực kỳ dễ dàng. Đấy, và với cái màn hình này thì mình thấy có một cái ưu điểm rất lớn, đấy là cái on-glare display của nó cực ngon luôn. Nó ngon hơn rất nhiều so với cái mẫu đồng hồ Huawei lần trước mà mình review. Cái on-glare display của dòng này thì gần như là nó hiển thị toàn bộ luôn. Cái độ sáng của on-glare display ở trên dòng này nó cũng khá tốt. Nó chỉ kém hơn độ sáng ở bên trong một tí xíu thôi, không quá nhiều. Đấy, và khi mà chúng ta đeo cái đồng hồ này lên trên tay, nhiều khi chúng ta còn tưởng là chúng ta đang nhìn vào cái màn hình chính ấy, chứ không phải on-glare display đâu. Đấy, thì mình thấy là cái đó là cái điểm đáng giá nhất của đồng hồ này. Màn hình quá ok luôn. Và cái trải nghiệm về mặt hiệu năng là cực kỳ tốt. Cái đồng hồ này thì chạy con chip Exynos W920, sản xuất ở trên tiến trình 5 nanomet. Exynos thì
chúng ta quá hoảng sợ khi mà nó được trang bị trên điện thoại Samsung rồi. Nhưng mà đối với cả đồng hồ thì không phải lo đâu, để có ai chơi game trên đồng hồ đâu. Với cả sử dụng cái con chip này thì với các tác vụ chỉ có vứt chạm vào trên đồng hồ các thứ thôi, là đo đạc thứ thì thoải mái, không vấn đề gì cả. RAM 1.5GB và bộ nhớ trong là 16GB luôn, có Bluetooth 5.2. Con này có bộ nhớ trong rời đàng hoàng luôn nhé các bạn nhé, rất thoải mái luôn. Với bộ nhớ trong như vậy thì các bạn cũng lưu trữ được khá khá rồi. Đấy, nó chạy hệ điều hành One UI Watch 4.5 trên nền tảng Android Wear OS 3.5. Và chúng ta có thể download được rất là nhiều các cái app ở trên kho ứng dụng Google Play, ví dụ như là Spotify hay là YouTube Music hay là Google Maps. Và giao diện thì chúng ta nhìn cũng rất là hiện đại và dễ nhìn. Đấy, thì đấy là cái ưu điểm lớn nhất của đồng hồ này, và sử dụng thì mình thấy là cực kỳ mượt mà. Ở trên cái đồng hồ này thì mình thấy có một số những tính năng theo dõi sức khỏe mà không nhiều đồng hồ có, ví dụ như là đo điện tâm đồ, đấy, rồi là đo huyết áp và phân tích thành phần cơ thể. Thì cái phân tích thành phần cơ thể này thì những bạn nào mà các bạn đi tập gym ý, thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng sẽ có một cái máy để mình đứng lên xong mình bám tay vào, xong để nó cân xem là lượng mỡ ở trong cơ thể là bao nhiêu, lượng cơ ở trong cơ thể là bao nhiêu cái thứ đấy. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái này, nó sử dụng cảm biến ở hai cái phím ở đây để nó đo. Đấy, nhưng mà mình thì mình nói thật luôn là nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Đấy, còn lại thì hiển nhiên là những cái tính năng như kiểu là đo nhịp tim hay đếm số bước chân, đo nồng độ oxy trong máu thì thôi, mấy cái đó không phải nói đến nhiều nhé, bởi vì đồng hồ thông minh nào nó sẽ có hết thôi. Cái đồng hồ này thì nó sẽ có tầm khoảng hơn 90 chế độ luyện tập thể thao. Nhưng mình không quá quan tâm đến cái này, bởi vì mình chỉ sử dụng các cái chế độ cơ bản thôi, ví dụ như là đi bộ hay là chạy hay là đi xe đạp, bơi lội cái thứ thôi. Đấy, thì hiển nhiên là nó sẽ có rồi. Thì với nhiều các cái chế độ luyện tập thể thao như này thì rõ ràng là nó sẽ phù hợp cho chúng ta, trong vấn đề là nếu mà bạn mà chơi những cái bộ môn mà hiếm kiểu yoga các thứ chẳng hạn thì nó sẽ có. Và nó sẽ có GPS độc lập nhá. Thì cái này rất là tiện. Rất là tiện ở cái chỗ làm chúng ta đi tập luyện thể thao chúng ta không cần mang theo điện thoại. Đấy, chỉ nếu mà không có thì chúng ta phải mang theo điện thoại để lấy GPS của điện thoại. Kháng nước thì sẽ là 5 ATM, thoải mái các bạn đi bơi rồi. Bây giờ thì về cơ bản chung thì các cái mẫu đồng hồ đeo tay thông minh cũng có cái tiêu chuẩn kháng nước như vậy. Nhưng mà đây sẽ là những cái nhược điểm của mẫu đồng hồ này đây. Thứ nhất, đấy là với viên pin là 410 mAh thì cái giỏ này pin nó sẽ hơi yếu. Như mình sử dụng thì tầm khoảng chiều qua, đấy tầm khoảng 3-4 giờ chiều qua mình sạc đầy pin cho con này. Thì bây giờ đến tầm khoảng 11 rưỡi trưa là nó còn khoảng 31% pin. Nghĩa là pin con này chỉ đủ dùng cho mình trong một ngày 24 tiếng mà thôi, hơn một ngày 24 tiếng một tí. Đấy, thì pin là khá là yếu, nếu mà so với Huawei kia thì kém xa. Có một cái điểm nữa, đấy là cái đồng hồ này thì không kết nối được với iPhone đâu nhá, chúng ta chú ý nhá. Đây sẽ là một cái điểm trừ rất lớn, đấy là lý do tại sao mà giá nó lại chỉ có 5 triệu, hơn 5 triệu là như thế đấy. Đấy, không kết nối được với iPhone. Cái đồng hồ này thì nó có nghe gọi, nhưng các bạn chú ý nhá, nghe gọi ở đây là gì? Đấy là nghe gọi khi mà chúng ta gọi điện thông thường thôi, chúng ta gọi điện ấn số thứ gọi điện thông thường. Chứ còn ví dụ như bạn mà gọi điện qua Messenger này thì nó sẽ chỉ rung thôi, chứ nó chúng ta sẽ không nghe được cuộc gọi trên Messenger. Và thậm chí là nếu mà các bạn có cuộc gọi Zalo ấy thì thậm chí là nó còn không có thông báo nữa cơ. Nếu mà các bạn có cuộc gọi Zalo, các bạn hình dung được không ạ? Đấy, thì đấy sẽ là cái nhược điểm. Đấy, không kết nối được với iPhone nữa, cái lắc của nó này nó quá to. Đấy, thì đấy là những nhược điểm của sản phẩm này. Cuối video mình sẽ so sánh nhanh với cả cái Huawei Watch GT Cyber mà lần trước mình cũng đánh giá. Thế thì những cái điểm yếu của cái sản phẩm này so với cả cái Huawei Watch GT Cyber là gì? Cái thứ nhất, đấy là pin của nó yếu hơn rất là nhiều. Con này chỉ dùng được một ngày, trong cái đó thì Huawei Watch GT Cyber thì mình có thể dùng được khoảng 3-4 ngày. Cái thứ hai nữa, đấy là nó sẽ không thể nào mà thay được vỏ như là cái con Huawei này. Con này thì ưu điểm lớn nhất của nó là nó có thể thay được vỏ mà. Cái thứ ba nữa đó là nó không kết nối được với iPhone. Thì mình nghĩ là đây sẽ là cái yếu thế lớn nhất của nó nếu mà so với cả đồng hồ Huawei. Bởi vì Huawei nó kết nối được với iPhone. Các bạn cứ tưởng tượng là bây giờ là ở Việt Nam là cứ xác định là một nửa Android với một nửa iOS đi. Đấy, thế bây giờ không kết nối được iPhone nó coi như mất nửa thị phần rồi. Đừng có nói là những người dùng iPhone người ta chỉ thích dùng Apple Watch nhá. Nhiều người thứ nhất là không thích dùng Apple Watch. Ví dụ như mình đây dùng iPhone nhưng không dùng Apple Watch. Với cả thứ hai nữa là có những người ta không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để mua một cái đồng hồ Apple Watch. Ví dụ bây giờ mua Apple Watch SE cũng tầm khoảng 6.7 triệu rồi, đúng nào? Hay là mà Apple Watch SE còn là cái đồng hồ rẻ tiền của Apple Watch ấy nhá. Còn nếu mà muốn mua những cái đồng hồ cao tiền hơn nó phải chục triệu, thậm chí là vài chục triệu. Đúng không ạ? Đấy, không phải có ai cũng có nhu cầu mua Apple Watch. Đấy, nên là tự nhiên là mất một nửa rồi. Đấy. Tiếp theo nữa là cái cảm giác đeo ở trên cái đồng hồ này thì chắc chắn là không thể tốt bằng được cảm giác đeo trên đồng hồ Huawei được. Các bạn đeo hai cái đồng hồ này các bạn sẽ cảm thấy khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, những cái ưu điểm của cái Galaxy Watch 5 này so với cả Huawei Watch GT Cyber là gì? Thứ nhất, đấy là nó sẽ có loại kính xịn sò hơn. Rõ ràng rồi, kính sapphire là xịn hơn.
Cái thứ hai nữa đấy là mình thấy là cái màn hình của nó là đẹp hơn, thương hiệu của nó là tốt hơn, mình đánh giá thương hiệu Samsung tốt hơn. Đấy, tiếp tục nữa là nó mượt mà hơn, và cái đồng hồ này, cái Galaxy Watch 5 này này thì nó hợp với cả nam lẫn nữ. Chứ còn mình thấy là cái Huawei Watch GT Cyber này thì nó chỉ hợp với nam thôi, chứ nữ thì mình nghĩ là chắc nó cũng không hợp đâu. Đấy, thì đấy là những cái ưu nhược điểm của hai cái mẫu đồng hồ này. Đại loại hai cái mẫu đồng hồ này thì bạn thích mẫu nào là bạn mua mẫu đó thôi. Nhưng rõ ràng là hai ông này thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ những cái ưu nhược điểm như này. Một ông ấy thì là không kết nối được với iPhone, còn một ông ấy thì gần như là không sử dụng được cho nữ. Đấy, mỗi ông thì cũng mất đi 50% cái thị phần rồi. Thì không biết ý kiến các bạn như thế nào, hãy để lại comment cho mình biết. Và trong tầm giá 5 triệu, trên 5 triệu các bạn sẽ mua đồng hồ thông minh nào? Cũng có thể để lại comment nhé. Đấy, cũng có nhiều bạn thì bảo là so với cả Amazfit GTS 4 hay là GTA 4, nhiều vấn đề là Amazfit thì giá nó rẻ hơn, nó tầm khoảng hơn 4 triệu thôi. Đấy, hay là ví dụ như là so với cả Apple Watch SE thì Apple Watch giá lại đắt hơn, nó tầm khoảng 6 triệu 7 cơ. Thế thì trên 5 triệu thì hai mẫu đồng hồ này mình nghĩ là khá ok rồi. Còn có một số những ưu điểm nữa của đồng hồ này mà mình thấy này, đấy là khi mà chúng ta tháo đồng hồ ra nhé, thì nó sẽ tắt on-going display. Và cái tắt on-going display của cái sản phẩm này rất là nhanh, chứ nó không giống như con Huawei này đâu. Con Huawei này thì lúc mà nó có tắt, lúc thì nó không tắt. Đấy, với cả cái thời gian để mà tắt on-going display đi rất là lâu. Con này thì gần như là bỏ tay ra một lúc thôi là nó sẽ tắt rồi. Tiếp tục nữa là nó sẽ có trả lời tin nhắn nhanh. Đấy, chúng ta có thể sử dụng được cả Zalo với cả Messenger để mà trả lời tin nhắn nhanh. Đấy, mặc dù là cuộc gọi thì hơi si đa một tí, nhưng mà trả lời tin nhắn nhanh thì ok. Nó có thể đọc được các cái nội dung rất là dài, phông chữ thì cực kỳ đẹp và không bị lỗi xuống dòng. Và thậm chí là nó có thể hiển thị được cả icon của ứng dụng cơ. Nghĩa là chúng ta có tin nhắn đến là chúng ta biết là tin nhắn này từ Zalo hay là từ Messenger các thứ. Còn con này thì không hiển thị icon của ứng dụng đâu nhá. Đấy, thì đấy cũng là một trong số những cái thông tin mà mình muốn bổ sung thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.